Các bạn thân mến, nếu như trước đây Nga chính là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam thì giờ đây mọi chuyện đã khác khi có sự tham gia của Ấn Độ vào thị trường tiềm năng này. Thay vì phải chi hàng tỷ đô la cho các đơn hàng mua sắm vũ khí khủng đến từ Nga thì Việt Nam bắt đầu quay xe sang Ấn Độ suốt thời gian qua. Có khá nhiều chuyên gia cho rằng động thái trên của Việt Nam có thể sẽ khiến cho Nga nổi giận. Nó sẽ đe dọa trực tiếp đến mối quan hệ lâu đời giữa hai nước Việt-Nga trong thời gian tới. Nhưng một số nhà bình luận quân sự lão luyện thì lại không nghĩ như thế. Lý do được đưa ra là vì với tình hình hiện nay, Nga không thể đáp ứng được nhu cầu mua sắm vũ khí của Việt Nam. Hơn nữa, Tổng thống Nga Putin là một người luôn thấu tình đạt lý, chứ không hề hồ đồ. Người đứng đầu nước Nga sẽ không vì chuyện đó mà đạp đổ thứ tình cảm anh em tốt đẹp được hai nước dày công xây dựng cho mình. Vậy đâu mới là sự thật? Người trong cuộc nói gì về các thương vụ mua bán vũ khí giữa hai nước Việt Ấn suốt mấy năm qua? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số ngày hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Theo nhà nghiên cứu Biển Đông, Đinh Kim Phúc cho biết Việt Nam có những loại vũ khí khí tài xuất xứ từ Nga. Chẳng hạn như về phòng không thì có tổ hợp tên lửa phòng không S-300 PMU-1, hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-234, tổ hợp tên lửa Barbarian, tổ hợp radar bờ Monolith B và 20 tổ hợp tên lửa phòng không Petura gồm các phiên bản S-125, S-125M, S-125M-1A, tên lửa S-75, tên lửa Monia, tên lửa phòng không Spider, tên lửa diệt hạm KH-35 Urane. Về phòng vệ bờ biển thì Hải quân Việt Nam có tàu phóng ngư lôi Turia, tàu tuần tra Svetliak, 4 tàu khu trục nhỏ thuộc lớp tàu hộ vệ Gepard và 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo. Về không quân thì Việt Nam hiện đang sở hữu máy bay tiêm kích Su-30 MK2V, máy bay C-295 và Su-22. Ngoài ra thì Việt Nam cũng đã thỏa thuận mua 12 máy bay Su-57 của Nga. Thống kê cho thấy, vào thời kỳ cao điểm năm 2014, Việt Nam nhập khẩu vũ khí Nga lên đến 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, sau đó con số này đã giảm đáng kể, xuống chỉ còn 9 triệu đô la vào năm 2020 và 72 triệu đô la vào năm 2021. Một phần là do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid và một phần là do Việt Nam muốn đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của mình. Một trong những lựa chọn ưu tiên của Việt Nam lúc này chính là Ấn Độ, nước xuất khẩu vũ khí uy tín nhất nhì thế giới được rất nhiều các quốc gia khác chọn làm đối tác cho mình. Và theo các thông tin dò dỉ cho biết, Ấn Độ từng đề nghị cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng quốc phòng 500 triệu đô la để mua sắm vũ khí, trong đó có các tàu tuần tra và thiết bị chống ngầm hiện đại để tân trang cho hai tàu tuần tra cũ Project 159 SKR-1. Cách đây một vài năm, Ấn Độ thậm chí còn trao bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam với mức giá rất hời. Nước này cũng đã ký kết bản thỏa thuận ghi nhớ MOU về hỗ trợ hậu cần quân sự với Việt Nam để quân đội hai nước sử dụng các căn cứ của nhau trong quá trình sửa chữa và tiếp tế các loại vũ khí khí tài hiện đại. Và đây quả là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt vì nó cho phép các tàu chiến và máy bay quân sự của quốc gia ký kết tiếp nhiên liệu và cập cảng các căn cứ của nhau khi cần. Chính vì thế mà gần đây, một nguồn tin độc quyền từ tờ báo G Business cho biết Việt Nam dự kiến sẽ đặt mua 3-5 tổ hợp BrahMos siêu thanh trị giá 600 triệu đô la đến từ Ấn Độ, đồng thời mua thêm nhiều loại vũ khí khác của nước này trong tương lai gần. Bởi vì Việt Nam đã có kế hoạch nâng cấp hải quân nói riêng và năng lực quốc phòng nói chung từ rất lâu, nhưng nó lại bị ảnh hưởng bởi tệ tham nhũng và tình trạng thiếu kinh phí. Tuy nhiên, chiến dịch bài trừ quan liêu và tệ tham nhũng của Việt Nam giờ đây đang mang đến hiệu quả rõ rệt. Nó giúp cho đất nước hình chữ S có thể hiện thực hóa tham vọng của mình. Hơn nữa, vũ khí của Ấn Độ thường là sao chép thiết kế của Nga hoặc dựa trên rất nhiều hệ thống phụ trợ của Nga. Vậy nên, vũ khí của Ấn Độ rất phù hợp với nhu cầu và sự hiểu biết của Việt Nam trong lĩnh vực này. Nó sẽ giúp cho Việt Nam có thể dễ dàng tiếp nhận, sử dụng và bảo dưỡng khí tài ngay khi cần. Nhưng tưởng rằng trước cái bắt tay quá chặt của hai nước Việt Ấn, Nga sẽ cảm thấy ghen tị và bắt đầu có những lời nói xỏ xiên đất nước hình chữ S. Nhưng không, anh bạn này đã có một thái độ hoàn toàn ngược lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng nể phục mình. Biểu hiện rõ ràng nhất là gần đây, trang tin Sputnik phiên bản tiếng Việt của Nga đã cho đăng tải một bài viết đáng chú ý có tiêu đề Việt Nam mua sắm vũ khí của Ấn Độ với mục đích gì? Trong bài viết này, thì giới truyền thông của Nga đã dẫn lời cơ quan ngoại giao của Việt Nam và các chuyên gia quân sự đầu ngành để đưa ra những thông tin đầy thiện cảm về các phi vụ mua sắm vũ khí của Việt Nam với Ấn Độ. Chẳng hạn như, vấn đề hợp tác quân sự quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và Ấn Độ là bình thường trong quan hệ quốc tế và hoàn toàn phù hợp với lập trường 4.0 của Việt Nam về đối ngoại quốc phòng. Điều này đã được khẳng định trong sách trắng quốc phòng Việt Nam vào năm 2019 và do đó không phải là vấn đề nhạy cảm.
cần nhấn mạnh một điều rằng Việt Nam không chỉ mua vũ khí của Ấn Độ mà còn mua vũ khí của Liên bang Nga, của Israel và một số quốc gia khác. Việc mua sắm đó chỉ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Việt Nam và trong một giới hạn nhất định nên không thể là mối đe dọa gây bất ổn trong vấn đề đảm bảo an ninh ở khu vực. Nhất là đảm bảo an ninh an toàn hàng hải và hàng không trên khu vực Biển Đông, cũng như đối với các nước láng giềng của đất nước hình chữ S. Để rồi sau đó trang tin Sputnik tiếp tục dựa trên lời phát biểu của các chuyên gia quan hệ quốc tế có uy tín để đưa ra kết luận khách quan như sau. Theo chuyên gia Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ với Sputnik, giống như những gì trong bản tuyên ngôn tầm nhìn chung Việt Nam-Ấn Độ đã chỉ rõ, quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ là nhân tố quan trọng đối với sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo đó, các chương trình trao đổi quân sự, đào tạo và nâng cao năng lực cho quân chủng và cảnh sát biển sẽ được thúc đẩy. Các gói tín dụng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ dành cho Việt Nam sẽ được tăng cường sử dụng. Các hoạt động giao lưu quốc phòng thông qua các hoạt động trong hỗ trợ hậu cần, các chuyến thăm thường xuyên của tàu hải quân, diễn tập chung trao đổi về khoa học và công nghệ quân sự, chia sẻ thông tin và hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc sẽ được tăng cường thể chế hóa. Ngoài ra, Việt Nam và Ấn Độ còn khẳng định quyết tâm chống khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, bao gồm cả khủng bố xuyên biên giới và các mạng lưới tài trợ, bao che cho khủng bố. Nó được cụ thể hóa bằng việc tăng cường phối hợp giữa đôi bên trong các nỗ lực song phương, khu vực và toàn cầu. Đồng thời, hai nước còn cam kết đẩy mạnh nỗ lực chung để xây dựng sự đồng thuận cho việc sớm thông qua Công ước Toàn diện về chống khủng bố quốc tế CCIT. Như vậy, theo đánh giá chung với tính chất chiến lược toàn diện, sâu rộng nói trên, quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh giữa Việt Nam và Ấn Độ sẽ góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông. Nó đồng thời còn có tác dụng thúc đẩy việc phi quân sự hóa và kiềm chế trong hành động của các bên tuyên bố chủ quyền cũng như của tất cả các quốc gia khác, qua đó tránh được các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng đến hòa bình ổn định trong khu vực liên vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung và khu vực Đông Nam Á nói riêng. Đứng trước các bình luận kể trên, chính phủ Nga không đưa ra bất kỳ lời phản đối gì. Và đây được xem như là hành động ngầm tỏ ý tán đồng với những gì mà trang tin Sputnik nêu ra vừa rồi. Qua đó có thể thấy, Nga không những không nổi giận mà còn rất hoan hỉ trước việc Ấn Độ thay mình cung cấp vũ khí cho Việt Nam, nhất là vào thời điểm Nga đang ngày càng dấn thân sâu vào chiến trường Ukraine, làm bản thân tiêu tốn khá nhiều vũ khí đạn dược. Nguyên nhân hàng đầu khiến nước này không thể nào cung cấp được số lượng lớn hàng nóng theo yêu cầu của Việt Nam hiện giờ. Vậy nên có thể nói, Nga đúng là người bạn tốt của Việt Nam. Nga luôn biết nghĩ đến lợi ích của bạn bè, chứ không vì lợi ích riêng của mình mà có những hành động xấu xí với Việt Nam. Thiết nghĩ đất nước hình chữ S nên trân trọng và giữ gìn thứ tình cảm tốt đẹp ấy nhiều hơn nữa trong tương lai sau này. Nhiều năm trở lại đây, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Còn nhớ năm ngoái, Ấn Độ đã lần đầu tiên tặng tàu chiến cho Việt Nam. Đó là tàu tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ tự chế tạo. Một phần mục đích của món quà này là để Ấn Độ quảng bá sự thành công của nền công nghiệp quốc phòng nước bạn, mở đường cho những hàng nóng mà trong tương lai chúng ta có thể nhập khẩu từ nước Ấn, mà trước mắt có thể là tên lửa BrahMos. Vì mới đây, tại Triển lãm Quốc phòng An ninh Châu Á lần thứ 18 DSA 2024, người phát ngôn của Liên đoàn BrahMos Aerospace đã nói về kế hoạch xuất khẩu tên lửa hành trình siêu thanh sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam chúng ta. Phát biểu với tạp chí Quốc phòng Anh Jane Defense, người phát ngôn này cho biết, chúng tôi, BrahMos Aerospace, đang đàm phán với một số quốc gia Đông Nam Á và họ đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến loại tên lửa này. Trong đó, Malaysia và Indonesia đang tìm cách mua các phiên bản phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos để trang bị cho máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30. Việt Nam cũng có kế hoạch mua phiên bản tên lửa chống hạm phóng từ bờ của BrahMos để chống lại mối nguy từ Trung Quốc ở Biển Đông. Các thông tin trên được xác nhận sau khi Aerospace đã bắt đầu chuyển giao hệ thống BrahMos đầu tiên cho Philippines. Trước đó, vào ngày 28 tháng 1 năm 2022, BrahMos Aerospace đã ký thỏa thuận trị giá 374,96 triệu đô la, cung cấp cho Philippines 3 khẩu đội tên lửa hành trình BrahMos phiên bản bờ đối hải. Mỗi khẩu đội có ít nhất 3 bệ phóng tự hành đi cùng với hệ thống chỉ huy điều khiển, radar cũng như các phương tiện bổ trợ theo kèm. Mỗi bệ phóng di động sẽ trang bị tới 3 đạn tên lửa siêu thanh BrahMos có tầm bắn tối đa là 290 km. Các khẩu đội sẽ được vận hành bởi tiểu đoàn tên lửa chống tàu thuộc Trung đoàn Phòng thủ ven biển của Thủy quân Lục chiến Philippines.
Vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố các đơn vị đầu tiên của khẩu đội tên lửa bờ BrahMos đã được chuyển giao cho thủy quân lục chiến Philippines bằng máy bay vận tải hạng nặng C-17 và IL-76 của Không quân Ấn Độ. Sự thành công của thương vụ bán BrahMos cho Philippines đã làm gia tăng sự tự tin cho Ấn Độ, thúc đẩy họ chào hàng tên lửa này tới các nước Đông Nam Á khác như Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Đây là ba quốc gia có tiềm năng mua loại tên lửa này nhất trong khu vực. Những chia sẻ của người phát ngôn liên doanh BrahMos Aerospace là hoàn toàn có cơ sở vì những tin tức về việc Việt Nam chúng ta quan tâm tới tên lửa của Ấn Độ đã có từ khoảng 10 năm trước. Nhưng cho tới nay, mọi thứ vẫn chỉ ở mức tin đồn và các cuộc đàm phán vẫn chưa đi tới đâu cả. Nhưng tại triển lãm quốc phòng ở Malaysia mới đây thì phái đoàn Việt Nam do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn dẫn đầu đã tỏ ra quan tâm đến tên lửa BrahMos và các biến thể khi đến thăm gian hàng BrahMos của nước bạn. Trong bối cảnh đó, cựu binh không quân Ấn Độ Vijayinder K. Thakur nhấn mạnh khả năng bay ở tốc độ siêu thanh và độ cao rất thấp của tên lửa BrahMos hầu như loại bỏ khả năng phát hiện và đánh chặn kịp thời của radar phòng không đối phương. Ông giải thích tốc độ cao siêu thanh của tên lửa khiến đầu đạn nặng 200-300kg của nó có sức hủy diệt lớn hơn đầu đạn có kích thước gấp đôi trên các loại tên lửa khác. Điểm đặc biệt của loại tên lửa này là nó đã được chứng minh sức mạnh trên chiến trường thực tế. Tên lửa Onyx của Nga và BrahMos phát triển dựa trên đó đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Điều này đã tạo ra sự quan tâm rất lớn đến BrahMos, đặc biệt là ở các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng điều quan trọng theo quan điểm của Việt Nam là tên lửa BrahMos đang được nâng cấp. Từ tầm bắn đến trọng lượng, tất cả những điều này đang được cải tiến để phù hợp với yêu cầu tác chiến của lục quân, hải quân và không quân, cả với các quân đội Ấn Độ và khách hàng mua tên lửa ở nước ngoài. Nếu xét đến tất cả những điều kể trên thì có thể nói là BrahMos rất sáng giá để quân đội Việt Nam thêm vào giỏ hàng của mình. Nhất là trong tình hình Biển Đông đang ngày càng căng thẳng như hiện nay thì có một loại tên lửa lợi hại như BrahMos, Việt Nam sẽ càng yên tâm hơn trong việc gìn giữ vùng biển của mình. Thế nhưng nếu đó là tin tức từ năm ngoái, mình còn nghĩ như vậy thì sang năm nay 2024 này có lẽ BrahMos không còn nằm trong những cân nhắc của ta nữa. Bởi vì ưu tiên hàng đầu của chúng ta hiện giờ là phát triển các loại tên lửa made in Việt Nam, bảo vệ lãnh thổ của mình bằng chính những hàng nóng của người Việt làm ra. Điển hình chính là các tổ hợp tên lửa hành trình bờ đối hải VCM do Viettel phát triển mà mới đây đã được giới thiệu khi mà Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tập đoàn. Tầm bắn và tính năng của VCM chưa được công bố. Thế nhưng nhìn bề ngoài khả năng cao là chúng vẫn khó ăn lại BrahMos của Ấn Độ. Tuy nhiên thì điều quan trọng là Việt Nam đã làm chủ được khả năng thiết kế, sản xuất VCM. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta muốn có bao nhiêu quả tên lửa VCM cũng được, rồi từ từ chúng ta sẽ nâng cấp và tạo ra nhiều phiên bản lợi hại hơn, phù hợp hơn với quân đội của ta. Còn đối với BrahMos, chúng ta phải đi mua từ nước ngoài. Với mức chi tiêu quốc phòng bị hạn chế, ta phải tiết kiệm từng quả tên lửa một. Bắn cái nào là xong rồi cái đó. Hơn nữa là với tên lửa phòng thủ bờ biển thì ngoài VCM chúng ta còn có tên lửa P-800 Dragon nhập khẩu từ Nga với sức mạnh tương đương với BrahMos. Bởi vậy, mua thêm BrahMos thì có vẻ là không hợp lý cho lắm ở thời điểm này. Việc mua loại tên lửa này để trang bị cho các tàu chống hạm của Việt Nam cũng không mấy khả thi, bởi vì với trọng lượng hơn gấp 5 lần trọng lượng tên lửa chống hạm KH-35E hoặc là gấp gần 4 lần MM-40 Associate trên các chiến hạm Geopard và Sigma, BrahMos chỉ được trang bị trên các tàu hộ vệ và khu trục hạm có lượng giãn nước gấp vài lần các tàu hộ vệ lớn nhất của Việt Nam. Ví dụ như khinh hạm lớp Krivak 3 cải tiến, còn gọi là lớp Tagore của Hải quân Ấn Độ, có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn, nặng gần gấp đôi tàu hộ vệ lớp Shepard 3.9 của Việt Nam, được trang bị 8 tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Một phương án khác có thể tính đến là Việt Nam cũng có thể cải tạo các tàu chiến hiện có để lắp tên lửa này như là Indonesia. Tuy nhiên thì đây là phương án không khả thi bởi vì Việt Nam không có những chiến hạm cũ có lượng giãn nước lớn để mà chuyển đổi như Indonesia. Việc mua phiên bản hạm đối hạm cũng không cần thiết bởi vì các chiến hạm như Shepard 3.9 và Sigma nếu như sử dụng các phiên bản tên lửa chống hạm mới nhất của Nga và Pháp là KH-35UE hoặc là Exocet MM-40 Block 3 cũng không kém mấy so với BrahMos nên hoàn toàn không cần thiết phải mua phiên bản hạm đối hạm. Vì vậy, phương án mua tên lửa BrahMos trên tàu mặt nước sẽ không khả thi trong giai đoạn hiện nay. Nó chỉ đến khi Hải quân Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, sở hữu các tàu hộ vệ, khu trục hạng nặng.
Nói chung là tên lửa BrahMos dù lợi hại nhưng để chen chân vào quân đội Việt Nam hiện nay là rất khó, nhất là với những chính sách đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước của Việt Nam. Và nếu thực sự Việt Nam vẫn quan tâm đến tên lửa Ấn Độ, thì mình nghĩ rằng là cái tên Akash sáng cửa hơn BrahMos. Akash là tên lửa SAM tầm ngắn mà Ấn Độ tuyên bố là bản nội địa hóa tới 96% với tầm bắn 25 km. Akash bảo vệ các khu vực và căn cứ quân sự khỏi các vụ tấn công trên không. Akash sở hữu phòng thủ và tấn công, đồng thời nhiều mục tiêu ở chế độ nhóm hoặc tự động. Có các tính năng đối kháng điện tử ECCM được tích hợp sẵn và có tính động cơ cao, được dự báo là phù hợp với các đặc trưng phòng thủ tự vệ của Không quân Hải quân Việt Nam. Akash là một hệ thống phòng không tầm ngắn cực kỳ hiện đại, có tầm bắn gần tương đương với các tổ hợp S-1252TM, tuy nhiên lại có khả năng cơ động rất cao bởi được đặt trên khung gầm Việt dã, có thể nhanh chóng triển khai khi theo đội hình tác chiến tạo ô phòng không cho đầu một cách cực kỳ hiệu quả. Nếu được thì nhiều khả năng Việt Nam sẽ mong muốn phía đối tác chuyển giao luôn cả công nghệ sản xuất các tổ hợp này. Nếu Việt Nam sở hữu tổ hợp tên lửa Akash của Ấn Độ, chúng ta sẽ có một tổ hợp phòng không đa tầng rất hiệu quả do trong biên chế của Việt Nam hiện tại đã có sẵn các tổ hợp phòng không F-300. Mối quan hệ của Ấn Độ và Việt Nam vốn thường bị đóng khung trong định kiến là cùng kiềm chế sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc với nhiều tranh chấp lãnh thổ mà cả hai quốc gia cùng có với Bắc Kinh. Tuy nhiên đó không phải là bản chất hay là đích đến của quan hệ quốc phòng Việt-Ấn. Đến nay, Ấn Độ vẫn là một trong những quốc gia mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Về phần mình, Ấn Độ đã và đang nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường sự hiện diện của New Delhi ở Đông Nam Á, thông qua tăng cường quan hệ và hợp tác an ninh trên toàn khu vực. Do đó, tiềm năng hợp tác quốc phòng của Việt Nam và Ấn Độ được đánh giá là rất lớn, xuất phát từ mong muốn chính đáng của lãnh đạo, nhân dân hai nước, các biến động địa chính trị trong khu vực, cũng như chủ trương nhất quán đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ hợp tác quốc phòng, tiến tới nâng cao năng lực tự chủ nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam.